một số những cái phần bề mặt rộng thì mình đã vệ sinh trực tiếp bằng cái Calibet rồi. Bề còn lại những cái phần chi tiết mà cái Calibet nó không xử lý được, đó thì mình sẽ phải sử dụng những đất sét Calibet chuyên dụng như này. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Đó, thì bây giờ anh sẽ cần những đất sét Calibet này, nó là dạng để hút được những sơn tĩnh điện trên bề mặt sơn ra, nó làm sạch được cái bề mặt sơn xe. Đó. Thì bây giờ em sẽ vệ sinh một số những chi tiết mà mình không thể nào mình sử dụng được bằng cái Calibet của mình được. Đó là những cái phần chi tiết như này. Mình vệ sinh những chi tiết như này. Thì anh phải dùng những đất sét Calibet để mình vệ sinh. Để Calibet bề mặt thì có rất nhiều các giải pháp Calibet khác nhau. Đó, những cái các cái chi tiết như sơn như này mà cái khe kẽ như này anh mà vệ sinh bằng những cái Calibet thì không thể nào vệ sinh được. Và những cái chi tiết anh không vệ sinh sinh được sạch ấy, thì khi anh bóng thì anh phủ ceramic lên ấy, nó vẫn còn những cái phần mảm bám ở đây, thì anh phủ lên nó sẽ không kết dính được vào những cái phần chi tiết trực tiếp lên bề mặt sơn được. Thì sau này các cái phần chi tiết bề mặt sơn nó rất dễ bị bong chóc cái lớp phủ ceramic ra. Đó, đây này, cái chi tiết này anh phải vệ sinh hết bằng cái đất sét Calibet như này. Đó. Tất nhiên là anh Đức Anh nhá, để mà Calibet bề mặt sơn thì có thể là cả cái đất sét Calibet anh phải Calibet được toàn bộ hết bề mặt sơn này được, nhưng mà thời gian Calibet nó rất là lâu, cho nên là mình làm thì mình phải chia được cái phần công đoạn ra để mình làm nào cho nó nhanh hiệu quả nhất. Đó, Calibet này thì khi mình làm thì mình có thể tái sử dụng được. Đó, tránh tình trạng là mình bị rơi xuống nó bị dính cáp ở đây. Nếu dính cáp đây là chỉ có bỏ thôi nhá, chỉ có cắt xong bỏ đi. Đó, còn đâu là anh sử dụng thì anh sẽ mình sẽ lấy nhỏ ra để mình dùng xong rồi mình lại cất đi, mình sử dụng tái sử dụng được rất nhiều lần nhá. Đó.